Hiếu Trung và Hằng My rất vui khi được quay trở lại và đồng hành cùng quý vị và bà con nông dân trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Trước khi đến với nội dung của bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay thì cho chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, đó là Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, công ty phân bón Mặt Trời Mới và công ty phân bón Hai Phong đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chị Hằng My cũng như là quý vị và bà con nông dân thân mến, trong khi mà nhiều loại cây ăn trái đều có xu hướng là giảm giá mạnh trong thời điểm thu hoạch rộ thì với cây sầu riêng lại là loại cây ăn trái giữ được giá ở mức cao. Và hiện nay thì nông dân tỉnh Bình Phước của chúng ta đang vào mùa thu hoạch sầu riêng. Năm nay thì các nhà vườn rất phấn khởi vì sầu riêng được giá. Vâng, thưa quý vị và bà con, tại huyện Lộc Ninh thì Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Sầu riêng Lộc Khánh đã tổ chức thu mua sầu riêng cho bà con nông dân trên địa bàn để ổn định đầu ra cho bà con, góp phần nâng cao giá trị cho trái sầu riêng của Bình Phước. Và nội dung này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con ở phần sau của bản tin. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay. Trăn trở tâm huyết về hội chợ trái cây và hàng nông sản tại Bình Phước. Bình Phước được cấp 19 mã số vùng trồng trên cây ăn trái. Xuất khẩu rau quả 6 tháng gần bằng cả năm 2022. Sầu riêng được giá, nông dân phấn khởi. Thiếu liên kết đầu ra, người trồng mít gặp khó. Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6 năm 2023 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Hội chợ đã góp phần khẳng định tiềm năng thế mạnh của các loại trái cây, hàng nông sản của tỉnh Bình Phước đến với thị trường trong và ngoài nước một cách thiết thực và hiệu quả, giúp nông dân và doanh nghiệp nâng cao thu nhập, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh sự thành công thì hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần này cũng đã để lại nhiều tâm tư, trăn trở và mong muốn. Tôi thì thống nhất với cái quan điểm là liên tục tổ chức các cái chương trình hội chợ ở nhiều lĩnh vực khác nhau để giúp cho người dân có cái điều kiện để mà giới thiệu quảng bá sản phẩm cũng như tiêu thụ sản phẩm của mình. Thời điểm Tết đang ngọ là mùa chính vụ của trái cây Bình Phước, mùa mà trái cây nở rộ nhiều nhất. Tuy nhiên ngoài hội chợ nông sản, nếu khảo sát nhu cầu trong dân, nếu có thì chúng tôi cũng mong muốn có thêm những cái chợ phiên, có thêm những cái hội chợ chuyên đề về những loại cây trái trên địa bàn tỉnh để nông dân trồng tất cả các loại cây có thể cùng tham gia hội chợ. Hơn nữa, vấn đề lựa chọn thời gian tổ chức cũng cần linh hoạt hơn. Vì nếu chậm trễ, nguy cơ nhiều loại trái cây sắp mãn mùa hoặc là mùa vụ sẽ khép lại. Khi đó, trái cây, hàng hóa sẽ không còn hoặc còn nhưng không như mong muốn. Mong muốn kiến nghị thêm nữa cho ban tổ chức hội chợ là có thể chúng ta xem xét vào cái thời gian do là địa bàn của Hớn Quảng nói riêng và tỉnh Bình Phước chúng ta nói chung á, thì là mùa vụ chúng ta trồng rất là nhiều cây ăn trái, do đó là hầu như là nó xuyên suốt cả năm năm, nhưng mà chủ yếu là chủ lực là vào những cái dịp hè, vào những cái dịp từ mùng 5 tháng 5 trở lại thì có thể chúng ta diễn ra trong cái thời gian là từ tháng 4 âm lịch cho tới tháng 5 thì nó sẽ phù hợp rất là nhiều loại trái cây. Như năm nay chúng tôi mang đến sầu riêng để tham gia hội thi, nhưng mà do là cái thời gian á, nó lại không phù hợp. Một lượt sầu riêng á, thì đã chín trước đó rồi, còn một lượt sầu riêng thì phải tầm 10 ngày nữa mới đến, do đó là cái chất lượng mang đến nó không cao cho hội chợ. Hội chợ mà tổ chức năm nay thì tôi thấy rằng nó cũng hơi trễ, tại vì cái vụ mùa trái cây á là nó nằm vào tháng 4, tháng 5, chứ qua tháng 6 là nó là các loại trái cây nó cũng là cuối mùa, nên là cái trưng bày về sản phẩm về trái cây á, thì nó không được tương tự lắm, nó không được đẹp cho nhiều. Chứ còn nếu mà đúng thời điểm á, thì tôi nghĩ rằng là tỉnh Bình Phước nói chung, Phước Long chúng tôi cũng có nhiều cái sản phẩm là trái cây là trưng bày cũng như là đúng thời điểm là rất là đẹp. Những đề xuất kiến nghị đầy trách nhiệm và tâm huyết trên đây cũng là nguyện vọng chung của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Vấn đề này rất cần được các cấp các ngành, địa phương tiếp thu, ghi nhận và vận dụng để một khi hội chợ diễn ra đều luôn mang lại niềm vui trọn vẹn. Quý vị và bà con thân mến, thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát việc cấp quản lý mã số vùng trồng và sử dụng mã số vùng trồng ở Bình Phước đã đạt được những kết quả rất là tích cực, góp phần dần thay đổi tập quán canh tác, thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn và thị hiếu của thị trường. Vâng,
Theo quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn các cơ sở vùng trồng tập trung đăng ký xin cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, đồng thời làm đầu mối tiếp nhận xử lý các nội dung liên quan, hướng dẫn giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước đã hỗ trợ cấp được 19 mã số vùng trồng trên các đối tượng cây ăn trái, gồm xoài, mít, thanh long, chuối, bơ, nhãn và sầu riêng. Trong đó, sầu riêng hiện đã có 10 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 700 hectare và một cơ sở đóng gói được cấp phép. Trung tuần tháng 6 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ hoàn thành kiểm tra trực tuyến cho 25 vùng trồng và 2 cơ sở đóng gói theo tiêu chuẩn của nước nhập khẩu và đang chờ kết quả đánh giá. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục thực hiện công tác cấp mã số vùng trồng. Bên cạnh đó, để duy trì được mã số các vùng trồng, cần tuân thủ quy trình canh tác quản lý sinh vật gây hại và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, chưa hết 6 tháng nhưng mà xuất khẩu rau quả đã đạt gần là 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái. Một thông tin rất là tích cực. Cũng thông tin thêm với quý vị đó là chỉ tính riêng tháng 6 thì xuất khẩu đạt trên 723 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 79% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2023 là năm mà kim ngạch xuất khẩu nông sản có mức tăng trưởng đột biến và có thể lập kỷ lục từ trước tới nay. Trong nhóm trái cây xuất khẩu, sầu riêng là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất. Năm tháng, xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 503 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong top 10 thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam thì Trung Quốc dẫn đầu với gần 63,5% thị phần, tăng hơn 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan đều tăng trưởng tốt, chỉ riêng Hoa Kỳ giảm 12% so với cùng kỳ. Dự báo nửa cuối năm nay, xuất khẩu rau quả có thể cán đích 4 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và bà con thân mến, hiện tượng El Nino đã bắt đầu từ tháng 6. Việt Nam đối diện nguy cơ xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi mà có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023. Và theo như thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cao điểm mùa mưa ở Nam Bộ diễn ra trong khoảng nửa cuối tháng 8, tháng 9 và nửa đầu tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, dự báo từ nay tới cuối năm có thể hụt lượng mưa so với trung bình các năm trước. Từ tháng 7 trở đi, mưa khá đều trên khu vực Nam Bộ. Thời kỳ cao điểm mùa mưa năm nay diễn ra trong khoảng nửa cuối tháng 8, tháng 9 và nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa có thể kết thúc sớm hơn so với trung bình các năm. Người dân cần đề phòng nguy cơ thiếu nước trong mùa khô. Ngoài ra, cơ quan khí tượng còn cảnh báo người dân đề phòng khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển và đất liền Nam Bộ trong tháng 12. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, hiện nay thì nông dân ở tỉnh Bình Phước đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Và năm nay thì nhà vườn rất là phấn khởi vì sầu riêng rất là được giá quý vị ạ. Những năm trước thì người trồng sầu riêng ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh thì phải bán sầu riêng cho thương lái. Còn năm nay thì Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Sầu riêng Lộc Khánh đã tổ chức thu mua sầu riêng cho bà con nông dân trên địa bàn. Trước đây, ông Trần Văn Bé Sáu ở ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh làm nghề thu mua sầu riêng. Do yêu thích loại trái cây này, ông đã lập vườn trồng 5 hectare giống sầu riêng Thái. Vụ mùa năm nay, ông thu hoạch 100 tấn sầu riêng, giá bán tại vườn là 65.000 đồng một kg, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 4 tỷ đồng. So với năm ngoái, giá sầu riêng cao hơn 15.000 đồng một kg. Với mức giá này, người trồng sầu riêng có lãi hơn năm trước. Cuối năm 2022, ông Sáu thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Sầu riêng Lộc Khánh. Các thành viên thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trồng chăm sóc cũng như đổi công cho nhau khi đến mùa thu hoạch. Vụ mùa năm nay, ngoài việc thu mua trái sầu riêng trên địa bàn xã, ông còn bao tiêu sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã. Năng suất năm nay với năm rồi là nó ngang nhau, nhưng mà giá cả của năm nay thì nó cao hơn năm rồi khoảng 15.000 một ký. Thì mình thấy trong cái hợp tác xã của mình nó rất là vui vẻ và phấn khởi về cái chỗ giá cả. Hợp tác xã của mình thì được 17 thành viên, nhưng mà hướng tới thì chắc có lẽ mình cũng vận động cho những hộ mà trồng sầu riêng bên ngoài á, thì vào hợp tác xã của mình để mình cùng nhau phát triển mà chăm sóc cây sầu riêng nó nhiều hơn trong cái hợp tác xã của mình và đạt kết quả tốt hơn. Anh Lý Văn Hạnh ở ấp Đồi Đá là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Lộc Khánh.
gia đình anh có hơn 2 hectare sầu riêng đang cho thu hoạch. Năm nay dù chỉ mới qua nửa vụ, nhưng vườn sầu riêng đã cho thu hoạch hơn 10 tấn. Dự kiến khi xong vụ sẽ thu về khoảng 25 tấn. Năm nay anh Hạnh rất vui vì sầu riêng được giá bán. Không những vậy, toàn bộ sản lượng sầu riêng của gia đình còn được hợp tác xã bao tiêu đầu ra, nên không phải vất vả tìm thương lái thu mua như trước. Như giá sầu riêng năm nay thì người nông dân trồng sầu riêng thì cũng rất vui, tại giá nó cao hơn năm ngoái nhiều. Với lại người nông dân thì trồng thì cũng mong muốn là cái giá cả nó duy trì và cao hơn. Có anh Sáu, giám đốc hợp tác xã, thì bao tiêu sản phẩm cho thì các thành viên hợp tác xã thì cũng yên tâm và đầu tư chăm sóc cây và cho nó hiệu quả hơn. Những năm gần đây thì lượng sầu riêng tương đối nhiều và hội nông dân xã đã hướng dẫn tổ thành lập những hợp tác xã, chúng nó chọn ra người đứng đầu có kinh nghiệm và kỹ thuật để quy tụ lại nhiều thành viên, trong đó mình sẽ là hợp tác xã sẽ chủ động được hơn cái nguồn phân bón, những thuốc là các chất dinh dưỡng để mình cung cấp cho cây sầu riêng, ngoài ra là đảm bảo được cái nguồn đầu ra. Toàn xã Lộc Khánh có gần 60 hectare sầu riêng đang thu hoạch, trong đó diện tích sầu riêng của hợp tác xã hơn 40 hectare. Năm 2022, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ sầu riêng Lộc Khánh thu hoạch 400 tấn sầu riêng. Dự kiến sản lượng năm nay cũng tương đương năm trước. Với giá bán hiện nay, người trồng sầu riêng vô cùng phấn khởi, bởi sau khi trừ khoảng 40% chi phí, nông dân vẫn còn lãi cao. Thưa quý vị và bà con, nhiều năm trở lại đây thì câu chuyện liên kết để sản xuất bền vững được nhắc đến khá là nhiều, nhất là đối với lĩnh vực cây trồng. Nếu mà nông dân trồng ồ ạt rồi nông sản không tiêu thụ được, giá thì phụ thuộc vào thị trường sẽ dẫn đến rất là nhiều hệ lụy. Vâng, kính thưa quý vị và bà con nông dân, ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy rằng là giá mít thì tăng cao ở mức là 10 đến 15.000 đồng 1 kg, khiến nhiều nông dân chặt điều, chặt cao su mà để trồng mít. Tuy nhiên đến nay giá mít ở vườn chỉ có khoảng là hơn 3.000 đồng 1 kg thì nhiều nông dân lại gặp khó khăn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận thực tế tại phường Minh Hưng, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chi hội nghề nghiệp trồng mít ở phường Minh Hưng, thị xã Trơn Thành có 17 hộ trồng khoảng 30 hectare mít, trong đó gia đình ông Đặng Văn Cu trồng hơn 1 hectare mít thái lá bàng. Mấy năm gần đây, vườn mít đã cho thu hoạch, nhưng người trồng vẫn chưa có niềm vui trọn vẹn. Hồi đó cao su nó rẻ quá, thì mình giờ đổi qua trồng mít. Đúng rồi, mà mít này nó có giá thì mình đỡ, nhưng mùa rồi cũng thu được 4-5 chục, mấy mùa trước thì nó rẻ hơn. Ai trồng cây thì đều mong mỏi tới ngày hái quả, nhưng vì trồng với số lượng lớn, trong khi chưa có đầu ra ổn định, chưa có đơn vị đối tác ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, nên nỗi lo cứ theo người nông dân trong suốt quá trình chăm bón tới ngày thu hoạch. Thì nó có thuận lợi khi lo giá cả của thị trường. Đó. Còn cái mà bây giờ là hở giá nó lên thì bán lên, mà giá xuống bán xuống, tại mình không có đường ra chỗ nào hết. Nó thích thì nó mua cao thì mua cao, muốn mua rẻ mua rẻ. Rồi người dân đây có họ phải đi lột bán kilo. Đó, cho nên nó khó cái trường hợp đó. Làm sao được có tổ liên kết, được có chỗ nào là nó đỡ cho nông dân, là cái khoản đó là quan trọng nhất. Để hỗ trợ nông dân, Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã hỗ trợ phương pháp bẫy ruồi vàng, côn trùng và các kỹ thuật chăm sóc phát triển mít. Tuy nhiên, đây chưa phải là giải pháp bền vững. Hiện tại chúng tôi sẽ mở những lớp tập huấn để cho bà con hiểu hơn về cái mít và chăm sóc đảm bảo hơn. Sau đó thì chúng tôi sẽ tập hợp bà con để làm sao cho bà con hiểu được cái mô hình của mình trên cái mã vùng trồng của mình, đã xuất xứ cái mít của mình ở đâu, vùng trồng của từng hộ, để sau này ra thị trường nó có chỗ đứng. Hội nông dân thị xã Trơn Thành cũng đã hỗ trợ nguồn vốn 400 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ để đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên thì cuối cùng, vấn đề nông dân quan tâm vẫn là bán ở đâu, giá bao nhiêu và bán như thế nào. Vâng, kính thưa quý vị và bà con nông dân, để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả sản xuất lâu dài cho người trồng mít, đòi hỏi các bộ ngành, trung ương và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để có các giải pháp hành động kịp thời. Đặc biệt là nông dân cần liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp chế biến và nhà tiêu thụ sản phẩm.
Và đến đây, bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước cũng xin được tạm dừng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ, đó là công ty phân bón Mặt Trời Mới, công ty phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.